Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh youtube của Thế giới Tử Sa Một kênh chuyên về âm chén Tử Sa chính hãng từ Nghi Hưng, Giang Tô, Trung Quốc Vâng thưa quý vị, hôm nay là thứ 7, ngày 18 tháng 3 năm 2023 Thế giới Tử Sa trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn một video đặc biệt Video giới thiệu về 10 mẫu ấm Tử Sa đẹp, độc và siêu kinh điển phải rất mất thời gian và công sức tìm tòi. Chúng tôi mới tổng hợp được 10 mẫu ấm từ xa đẹp, rất độc đáo và đặc biệt giá cũng rất hợp lý cho quý vị và các bạn. Những người luôn đồng hành và phát triển cùng với thế giới từ xa trong suốt những thời gian qua để phong trào chơi ấm từ xa và thưởng trà ở Việt Nam ngày càng một phát triển vững mạnh. Vâng thưa quý vị tổng hợp của 10 mẫu ấm từ xa rất đẹp và độc đáo đây ạ. Thật rất đáng tiếc khi quý vị nào chưa xem được video ngày hôm nay. Bởi vì mỗi chiếc ấm từ xa ngày hôm nay đều có những cái vẻ đẹp 10 phân vẹn 10. Vâng thưa quý vị, tổng hợp đây ạ. 10 tác phẩm rất đẹp. Và đầu tiên đó là một cặp đôi hoàn hảo thưa quý vị. Hoàn hảo về màu sắc, hoàn hảo về họa tiết và hoàn hảo về độ phối ghép. Vâng, rất đẹp đây ạ, tổng thể đây ạ. Đó là một cặp ấm tử xa cùng là họa tiết đắp nổi nhất long và cùng là đất tử sa tử lê. Đây là chất đất được tuyển chọn rất đẹp vâng một màu lâu bóng trầm và đặc biệt cặp đôi hoàn hảo ngày hôm nay được đặt trên hai chiếc thuyền trà cũng bằng đất từ xa nguyên khối rất lặng và đắp bằng tay một chú nhất long vần mây hai chiếc thuyền này đặt trên những cái bàn trà sau đó quý vị và các bạn có thể đổ nước trực tiếp lên để dưỡng ấm tổng thể đấy ạ và đầu tiên đó là chiếc ấm dáng đức trung họa tiết bên phải là một chú nhất long vẽ rất đẹp rất uy lực đối với chiếc ấm từ xa mà vẽ rồng hoặc đắp rồng thì phải sắc nét và uy lực thì mới đẹp thưa quý vị. Đây là bản số 2. Bản thứ nhất đã giao lưu với một bác là chủ một lò gốm khá nổi tiếng ở dưới bát tràng thưa quý vị. Ấm chén bát tràng cũng muốn trải nghiệm độ ngon và độc đáo của những chiếc ấm từ xa. Vâng, đây là bản số 2 thưa quý vị. Đặc biệt cả hai chiếc này cùng là làm lọc tổ ong. Loại này không bị tắc trà. Có thể dùng trực tiếp, không cần tống trà và lọc trà. Thưa quý vị. Chiếc này 270 ml 3 triệu 9. Và chiếc số 2 là dáng ấm Tây Thi cùng họa tiết với chiếc ấm Đức Trung và cũng lọc tổ ong thưa quý vị chất đất đẹp không ạ một cặp đôi hoàn hảo chiếc này 310 ml 4 triệu 8 và chiếc thuyền trà để ấm là 450.000 một chiếc quá đẹp và ấn tượng và thưa quý vị cả hai chiếc ấm này của cùng một nghệ nhân đó là nghệ nhân cường tế nhân thưa quý vị bằng nghệ nhân đấy ạ quá đẹp quá hoàn hảo vâng và tiếp theo thưa quý vị và các bạn đó là một cặp đôi tiếp chất đất đẹp không ạ chất đất không phải đẹp mà là quá đẹp thưa quý vị hai chiếc ấm một chiếc dáng ấm tây thi và một chiếc ấm dáng ấm mỹ nhân kiên đều là đất cũ dáng ba lê nguyên khoáng và tỷ lệ khoáng rất cao đây thưa quý vị quý vị có thể nhìn ngay thành ấm rất nhiều thạch anh nổi trên bề mặt và đều là thủ công toàn chế đặc biệt ấy cái phần bên ngoài ấm ấy người ta làm thành những chiếc lá sen để ôm trọn cái phần ấm bên trong rất nghệ thuật và chiếc ấm tây thi thì cứ có cái lúm lắp ấy là một cái bắp sen và bên trên là một cái lá sen cách điệu tổng thể của loài quốc hoa của Việt Nam đây thưa quý vị chiếc ấm tây thi này thì là lọc 10 lỗ và 250 ml nước 3 triệu 8 và chiếc ấm số 2 cùng chất đất đó là chiếc ấm Mỹ Nhân Kiên đất đẹp không ạ rất nhiều khoáng họa tiết cũng giống chiếc ấm tê thi tổng thể của cặp đôi đấy ạ mỗi chiếc một vẻ 10 phân vẹn 10 thưa quý vị chiếc này dung tích 310 ml nước cũng lọc 10 lỗ rất cổ kính 3 triệu 9 và thưa quý vị cả hai siêu kinh điển mà lại rất rẻ hợp lý này của cùng một nghệ nhân đó là nghệ nhân già nghệ nhân uh, Chu Kiến Bình đây ạ, sổ bằng nghệ nhân ạ. Đây là một nghệ nhân già làm ấm với trình độ rất tốt. Vâng. Và thưa quý vị, tiếp theo. Đó là một cặp đôi tiếp. Một cặp đôi ấm từ xa cùng một dáng ấm. đó là dáng ấm mỹ nhân kiên. Và thưa quý vị, cả hai chiếc này cùng một dáng ấm, đó là dáng ấm mỹ nhân kiên và cùng của một nghệ nhân và cùng là bản giới hạn và đất cũ đại hồng bảo thưa quý vị. Một chất đất đỏ mà đã xuống một cái ten màu rất đẹp. Hai chiếc ấm lệch nhau dung tích một chút bởi vì nghệ nhân làm thủ công và đây là đều là bản giới hạn của nghệ nhân phạm trạch hồng một nghệ nhân là chuyên làm những chữ ấm màu đỏ mà chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều với quý vị và các bạn trình độ kỹ thuật và công năng thì rất tốt Trước đầu là lọc 7 lỗ Họa tiết bên phải là cách điệu và đắp lỗi hoa sen. Đây là phần đất khác dành cho quý vị thích sự giản dị. 270 ml nước 3 triệu rưỡi. Và chiếc số 2 cũng cùng dáng ấm mỹ nhân kiên nhưng dung tích hơn chiếc đầu là 10 ml nước. 280 ml nước 3 ,9 triệu 9. Chiếc này họa tiết mặt bên phải là đắp đổi một chú công và hoa mai trắng trông rất sống động và đẹp như một bức tranh sơn dầu điểm nhấn là phần bọc vàng ở đầu vòi phần núm nắp lắp của những chi ấm mỹ nhân kiên thì rất đẹp rồi đặc biệt chất đất thì rất tuyệt vời thưa quý vị đã à, xuống màu rất đẹp Chiếc số 2 là 280 ml nước 3 triệu 9. 000. Đẹp không ạ? Vâng. Và thưa quý vị, 10 tác phẩm và 4 tác phẩm cuối cùng. Đây ạ. Quá đẹp. Quá đẹp và tuyệt vời, thưa quý vị. Đầu tiên đó là một chiếc ấm dáng đức trung đất cũ đại hồng bảo điểm nhấn là phần đắp lội và dát vàng hoa sen và chim trĩ phần đầu vòi phần núm lắp và một chút phần quai ấm là bọc vàng lắp khít không ạ đây nhiều quý vị thắc mắc nhưng mà do đây có dính nước quý vị nha cầm được cái cái lúm nắp mà nhấc được cả cái ấm lên chiếc ấm rất to thường công năng như thế này là chỉ những chiếc ấm nhỏ mới nhấc lên thôi đây là chiếc ấm to thưa quý vị mà quý vị cũng đừng dại làm thế này kẻo mà vỡ ấm thì rất là uổng uổng công uổng tiền rất đẹp và kỹ thuật đấy đất cũ đại hồng bảo và đằng sau là xưởng thủ công số 1 và 1968 không nhấc được ra lắp quá khít và vâng. lọc 10 lỗ 350 ml nước 6 triệu 8 ấm rất to và tiếp theo đây là một siêu phẩm thì đúng hơn. Đó là một chiếc ấm từ xa dáng đầu tiên, một chiếc ấm cổ mà lại dáng ấm nhất lạp châu. Đây là dáng ấm nhất lạp châu đầu tiên của một chiếc ấm cổ về sót thế giới từ xa. Rất đẹp không ạ? Dấu lạc khoản vào 1968, xưởng ấm thủ công số 1. Vâng dáng này thì rất nhiều các bác sưu tầm thích bởi vì dùng sử dụng cũng rất thích lắp chìm mà một dáng ấm mang rất nhiều phong cách hoài cổ điểm nhấn là nghệ nhân đã bọc vàng xung quanh miệng của lắp ấm và phần đầu vòi phần lúm lắp là bọc vàng cũng họa tiết hoa sen đắp nổi và chim chỉ rát vàng bên trái là chữ thư pháp đắp nổi một chiếc ấm hội tụ đầy đủ các yếu tố cổ kỳ mỹ vâng lọc 10 lỗ khít họa chiếc này 380 ml nước 5 triệu 8 quá đẹp quá rẻ và tiếp theo đó là một chiếc ấm dáng tây thi như ý cũng lắp chìm cũng điểm nhấn là phần bọc vàng xung quanh miệng của lắp ấm phần đầu vòi phần núm lắp và cũng là họa tiết hoa sen và chim trĩ đắp nổi và rát vàng ba mẫu cuối cùng của ngày hôm nay đều là đất cũ chu lê Vâng. Cũng 1968 và xưởng ấm thủ công số 1 thưa quý vị. Và bên trái là họa tiết chữ thư pháp đắp nổi. Một siêu phẩm thì đúng hơn. Quý vị nghe tiếng kêu và cảm nhận rất đanh, vâng. 360ml nước, 6 triệu 8, một ấm duy nhất, vâng. và Và chót cuối cùng, đó là một dáng ấm mà rất nhiều các nhà sưu tầm thích, vâng. Một chiếc ấm từ xa dáng ấm thủy bình, họa tiết cũng là hoa sen đắp lội và chim chích đắp lội và rát vàng. Điểm nhấn cũng là phần bọc vàng xung quanh lắp ấm trước này khá nhiều khóa cũng đất cũ chu lê bọc vàng phần đầu vòi phần núm nắp và cũng là chữ thư pháp có đắp lội vâng thưa quý vị trước này lọc cũng 10 lỗ phần đặc biệt lúc nào cũng làm ở đáy ấm vâng 1972 năm 1972 rất đẹp ạ vâng rất đẹp và rất độc đáo chiếc này 350 ml nước và 5 triệu chín vâng thưa quý vị vâng hôm nay là thứ bảy mà thứ bảy thì lúc nào cũng có siêu kinh điển shop Thế giới từ xa giới thiệu với quý vị và các bạn 10 mẫu ấm từ xa rất đẹp, rất độc đáo và có những chiếc là độc bản duy nhất ở Việt Nam. Vâng thưa quý vị, chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị nào mà chưa đăng ký kênh, xin vui lòng đăng ký kênh. Để phong trào chơi ấm từ xa, thưởng trả ở Việt Nam ngày càng một phát triển. Vâng thưa quý vị, mọi tư vấn về ấm chén từ xa, Xin quý vị vui lòng liên hệ theo số like 0917 828186 Chúng tôi ở Long Biên, Hà Nội Vâng, ngày cuối tuần cũng xin kính chúc tất cả các trà hữu Trên toàn thế giới thật nhiều thật nhiều sức khỏe Vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và những người thân yêu Vâng, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại